Liên quan đến đối đầu địa chính trị giữa ba siêu cường Mỹ, Nga, Trung, Tổng thống Putin vừa cho rằng các lệnh cấm vận của Mỹ lên Nga và Trung Quốc đang có tác dụng ngược khi làm suy yếu đồng đô la Mỹ và giảm tỷ lệ dự trữ đô la Mỹ của các quốc gia khác. Việc Tổng thống Nga cải tổ bộ máy quốc phòng và an ninh ngay trước chuyến thăm Trung Quốc tiếp tục gây ra nhiều đồn đoán và bình luận. Vậy điều gì thực sự đằng sau chuyện này? Về cuộc chiến đau thương tại Đông Âu, nhiều người dân thành phố Kharkov không muốn rời đi dẫu xung đột phức tạp. Các thông tin về tình hình châu Á, Triều Tiên nói sẽ tăng cường sản xuất vũ khí và tiềm lực hạt nhân. Những điều cần biết về tân thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Tất cả sẽ có trong chương trình tin quốc tế ngay sau đây. Mở đầu chương trình là cập nhật tin tức liên quan đến căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Nga. Tổng thống Vladimir Putin hôm 17 tháng 5 cho biết, trừng phạt kinh tế của Mỹ lên nước khác đang làm suy yếu niềm tin vào đồng đô la Mỹ. Nga và Trung Quốc sẽ tìm cách ngăn chặn mối đe dọa áp đặt lên ngân hàng hai nước nhằm làm gián đoạn hoạt động thương mại song phương đang phát triển. Phương Tây đã áp dụng hàng loạt lệnh trừng phạt Nga liên quan đến xung đột Ukraine cũng như đe dọa trừng phạt thứ cấp đối với các ngân hàng nước ngoài hỗ trợ giao dịch với Nga. Điều đó đã khiến một số ngân hàng Trung Quốc phải hạn chế giao dịch với các công ty Nga. Trong phát biểu trên truyền hình nhân chuyến thăm Trung Quốc, ông Putin nói các biện pháp trừng phạt như vậy là bất hợp pháp trừ khi được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chấp nhận. Chúng sẽ phản tác dụng và thể hiện sự ngốc nghếch của nước đã đưa ra. Theo ông Hoa Kỳ đang cưa đi cái cành mà chính mình ngồi vì làm suy yếu đồng đô la Mỹ và khiến các nước giảm tỷ lệ đô la Mỹ trong kho dự trữ. Ông khẳng định có giải pháp cho những khó khăn trong thanh toán xuyên biên giới Nga Trung nhưng không nói rõ đó là gì. Việc cải tổ nội các và thay bộ trưởng bộ quốc phòng sau khi nhậm chức của tổng thống Nga Vladimir Putin đã làm dấy lên suy đoán rằng ông đang tìm cách củng cố quyền lực khi chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài hơn ở Ukraine. Ngoài ra, còn vì nguyên nhân nào khác? Câu hỏi hiện nay vẫn đang thu hút sự quan tâm và bàn luận của giới chuyên gia. Tổng thống Putin đã bổ nhiệm nhà kinh tế Andrei Belosov là bộ trưởng quốc phòng thay thế Đại tướng Sergey Shoigu đã phục vụ 12 năm đại tướng shoigu được bổ nhiệm làm thư ký hội đồng an ninh nga thay thế ông nikolai bakhusev một người bạn thân thiết lâu năm cùng xuất thân từ kgb và sẽ giữ chức trợ lý cho tổng thống theo truyền thông nhà nước nga trong cuộc cải tổ còn có trung tướng yuri kunesov một quan chức quân sự cấp cao chịu trách nhiệm về các vấn đề nhân sự bị bắt vì nghi ngờ tham nhũng các chuyên gia nói với the hill rằng tổng hợp lại cuộc cải tổ này nhằm thúc đẩy tư duy kinh tế thay vì quân sự để duy trì cỗ máy chiến tranh trong nhiều năm, cũng như dập tắt mọi mối đe dọa về chiếm quyền có thể xảy ra. Ông Matt một chuyên gia về Nga từ Mayak Intelligence ở Anh cho biết, chúng ta sẽ chứng kiến nhiều vụ bắt giữ hơn, tình trạng tham nhũng và tri trệ trong Bộ Quốc phòng sẽ được xếp vào ưu tiên cần giải quyết. Đây là điều kiện cần thiết để hoạt động hiệu quả hơn tại Ukraine trong thời gian dài. Ông Zelensky khẳng định sau 2 năm cuộc chiến tại Ukraine vẫn bế tắc về quân sự, là nguyên nhân dẫn đến các thay đổi. Ông nói về cơ bản điều này thể hiện một chiến lược tiêu hao và sẵn sàng chấp nhận rủi ro, chịu tổn thất, trong khi chờ đợi Ukraine không còn năng lực chiến đấu, cũng như phương Tây không còn tiếp tục ủng hộ. Tổng thống Putin ngày 7 tháng 5 đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ thứ 5, đảm bảo ông sẽ lãnh đạo nước Nga đến năm 2030. Trong số các mệnh lệnh đầu tiên là thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu. Đây là đợt cải tổ bộ máy an ninh của Điện Kremlin đầu tiên từ khi tấn công Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Thay thế ông Shoigu là Belosov, phó thủ tướng và cố vấn kinh tế cho Tổng thống Putin, người chưa từng phục vụ trong quân đội. Sự thay đổi này được miêu tả là động thái nhằm cân đối chi tiêu quốc phòng của đất nước. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng, ngân sách quốc phòng của Nga đã tăng lên hơn 6,5% tổng sản phẩm quốc nội các quan chức đang tìm cách hạ xuống dưới thời ông Belosov. Ông Peskov nói tiếp, điều này đòi hỏi sự lưu ý đặc biệt, rất quan trọng là phải đặt nền kinh tế quốc phòng phù hợp với kinh tế đất nước để đáp ứng được tình hình hiện tại. Việc bổ nhiệm ông Shoigu cũng đáng chú ý vì mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Putin. Trước đây, cả hai thường đi câu cá và săn bắn. Tương tự như vậy, Giám đốc An ninh Quốc gia sắp mãn nhiệm Nikolai Patrushev từ lâu được coi là người thân tín của Tổng thống Nga. Nhiều người coi ông Patrushev bị cách chức Trung tá đã nghỉ hưu Alexander Visman nói với NPR trong tuần này rằng việc cách chức ông Bartoszov nhằm củng cố quyền lực ở Điện Kremlin hơn là liên quan đến chiến sự Ukraine. Ông Shoigu cùng với tham mưu quân đội Nga Valery Resasimov đã khiến các quan chức Nga thất vọng về những thất bại trên chiến trường Ukraine, kể cả khi đất này đang dần lấy lại vị thế những tháng qua. Ông Jaleoti nói tiếp, Bộ trưởng Shoigu đã không thể hiện đúng tiêu chuẩn cần thiết. Ông từng là bộ trưởng dân sự giỏi trong thời bình, nhưng là bộ trưởng kém trong thời chiến. Vì vậy, đến lúc cần ra đi. Ngoài ra, còn có cáo buộc ông Shoigu không thể dập tắt nạn tham nhũng trong quân đội. Cơ quan an ninh Nga tháng trước đã bắt giữ một trong những thứ trưởng quốc phòng là ông Timur Ivanov vì tội tham nhũng. Khi được hỏi về thay đổi nhân sự của Nga, Phó Thư ký báo chí lâu năm gốc Sabrina Singh từ chối bình luận. Nhưng đề cập đến cuộc chiến, bà nói, bạn biết đấy, hơn hai năm trước, họ không đạt được thành công trên chiến trường và có một số thất bại khá nặng nề. Một số chuyên gia khác coi thời điểm của những thay đổi trước khi ông Putin đến Bắc Kinh trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên ở nhiệm kỳ mới là với mục đích hội nhập sâu so sắc hơn nửa kinh tế Nga-Trung vì lợi ích kinh tế quân sự lâu dài. Ông Jonathan Ward, từ Viện Nghiên cứu Hudson nói, Tổng thống Putin đã đưa phái đoàn gồm cả thành viên nội các, người đứng đầu ngân hàng và công ty năng lượng đến Trung Quốc, cho thấy ưu tiên hợp tác lớn như thế nào, tất cả nhằm phục vụ bộ máy chiến tranh. Theo ông Ward, sự hỗ trợ kinh tế của Trung Quốc dành cho Nga đặt nền móng cho cuộc chiến ở Châu Âu. Việc bổ nhiệm một nhà kinh tế làm bộ trưởng quốc phòng cho thấy quyết tâm của Tổng thống Putin trong việc tiếp tục chuyển đổi nước Nga sang kinh tế thời chiến. Không giống như sự bích bác trên chiến trường, kinh tế Nga có nhiều điểm tích cực trong hai năm qua, bất chấp sự trừng phạt của phương Tây. Tốc độ tăng trưởng của Nga năm 2023 đã vượt qua Hoa Kỳ và Châu Âu. Theo một số nhà kinh tế, mức tăng đó dường như được thúc đẩy bởi gia tăng chi tiêu quân sự với sự phát triển đáng kể của ngành công nghiệp quốc phòng. Ông Jaleoti kết luận, người Nga đã rút ra bài học, đó là quản lý hệ thống để chuẩn bị cho một cuộc chiến tiêu hao lâu dài. Khi quân đội Nga tiến hành tấn công xuyên biên giới ở tỉnh Kharkov phía đông bắc Ukraine vào tuần trước, chị Aliona Kosteko đã nói chuyện với chồng về những gì họ nên làm. Cả hai tin rằng lực lượng Ukraine hiện đang kiểm soát được tình hình, sức mạnh của quân đội Nga không đủ để tiến tới thủ phủ khu vực nơi họ sinh sống. Cô Aliona, mẹ của hai bé gái 4 và 11 tuổi, cùng đồng ý với chồng rằng nếu Lipsy nằm cách thành phố Kharkov 20 km về phía bắc bị chiếm, họ sẽ cân nhắc sơ tán cùng con cái. Sau khi chiếm được một số làng bên kia biên giới Ukraine, quân đội Nga đang đẩy mạnh tấn công theo hướng Volchan và Lipsy, cách biên giới Nga lần lượt 4 km và 7 km. Nếu quân đội Nga áp sát Lipsy và các địa điểm khác gần Kharkov, các cuộc tấn công bằng pháo binh và thủ phủ có thể sẽ nhiều hơn vì Moscow đang nhắm tới việc chiếm giữ thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Khi quân đội Nga đến gần hơn, chị Aliona nhớ lại những gì đã xảy ra vào năm 2022. Từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện vào tháng 2, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công vào Kharkov nhằm chiếm giữ thành phố này. Đến tháng 3 năm 2022, chị Aliona không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc cùng các con chạy trốn đến phía tây Ukraine, nơi người thân sinh sống. Cô trở về quê hương vào năm sau, khi Ukraine giành lại phần lớn khu vực Kharkov trong cuộc phản công tháng 9 năm 2022. Chúng tôi muốn ở lại đây, cô nói, vì gia đình đã sống qua nhiều thế hệ. Aliona nói cô và gia đình đang cố gắng duy trì cuộc sống bình thường, mặc dù luôn theo dõi chặt chẽ những gì diễn ra ở mặt trận. Ngày 8 tháng 5, hai hôm trước cuộc tấn công Nga, thống đốc Kharkov, ông Ole Shihubov, nói trong một cuộc phỏng vấn với Nicky rằng, chúng tôi thiếu mọi thứ, Chúng tôi đang rất cân các hệ thống phòng không. Kharkov bị oanh tạc trong nhiều tháng. Vào ngày phỏng vấn, ông Shihubov nhìn thấy một tên lửa của Nga đáp xuống sân bóng nhỏ ở quận Selipka, phía đông bắc, thành phố Kharkov, nằm cách biên giới Nga khoảng 30 km. Người dân cho biết tên lửa bắn từ các vị trí bên kia biên giới chỉ mất vài chục giây để trúng mục tiêu. Cảnh báo về một cuộc tấn công luôn đến quá muộn. Các nhà máy điện ở khu vực gần như hoạt động do pháo kích của Nga từ tháng 3 năm 2024. Mặc dù Kharkov có thể lấy điện từ tỉnh khác, nhưng khu vực này vẫn phải cắt điện luân phiên để bù đắp tình trạng thiếu cung cấp cho 200.000 hộ gia đình. Các chuyên gia cảnh báo, Moscow đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công quy mô lớn, tìm cách lợi dụng sự chậm trễ trong việc vận chuyển vũ khí của phương Tây, cũng như sự thiếu hụt binh sĩ Ukraine sau khi thăm Kharkov hôm 16 tháng 5 để gặp các chỉ huy, Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình cực kỳ khó khăn. Nhưng bất chấp các cuộc tấn công mới nhất của Nga, thành phố vẫn bình yên. Học sinh tiểu học đến ga tàu điện ngầm ở trung tâm trước 9 giờ sáng. Chính quyền đã mở trường học trong đường hầm dành cho người đi bộ tại 5 ga tàu điện. Song song với học trực tuyến, khoảng 2.200 học sinh tiểu học thay phiên nhau đến trường 2 hoặc 3 lần một tuần. Kharkov là trung tâm văn hóa lớn khi còn là một phần của Nga, thậm chí từng được xem như thủ đô văn hóa của Nga trong nhiều thế kỷ. Nhiều người dân nói về niềm tự hào và sự gắn bó sâu sắc của họ với thành phố. Tại nơi công cộng, rất nhiều biển hiệu Kharkov không thể thất bại và thành phố anh hùng. Ngay cả khi còi báo động vang lên, người ta vẫn thấy các gia đình tại một công viên ở trung tâm. Cô Valeria đi dạo trong công viên cùng chồng và con gái 14 tuổi. Cô nói, Mỗi khi nghe thấy tiếng nổ, chúng tôi bị căng thẳng trong 10 phút và lấy lại bình tĩnh sau đó. Chúng tôi không nghĩ đến việc sơ tán, không đâu tốt hơn ở nhà. Thống đốc Kharkov, ông Shinobov, cũng tự hào là công dân thành phố. Ông nói Kharkov là nơi thoải mái hơn Kiev, người dân yêu thích nơi này và không muốn rời đi. Tuy nhiên, có thể cũng phải gặp tình huống như năm 2022, lúc chúng tôi buộc phải tạm thời rời đi khi chính quyền Tổng thống Biden áp dụng mức thuế nhập khẩu mới đối với một loạt mặt hàng từ Trung Quốc, như kim loại, khoáng sản, xe điện hay pin mặt trời, một số chuyên gia cho rằng điều này có nguy cơ làm chậm quá trình triển khai công nghệ thân thiện với khí hậu. Ông Robert Lawrence, người đứng đầu chương trình chính sách thương mại tại trường Harvard Kennedy nói với The Hills, những gì Tổng thống Biden đã làm cho thấy ông ấy thích chủ nghĩa bảo hộ hơn là quá trình thử carbon của nền kinh tế. Trong số các loại thuế mới được công bố áp đặt lên xuất khẩu pin xe điện từ Trung Quốc, có thể gây tranh cãi nhất. Bà Pranati Kohli, chuyên gia phân tích tại Bloomberg NEF, cho biết thuế quan dự kiến sẽ có tác động đặc biệt đến việc triển khai pin, nhất là pin dùng để lưu trữ năng lượng, cho phép sử dụng năng lượng mặt trời và gió vào những thời điểm mong muốn như lúc trời tối hoặc phục vụ máy móc. Mỹ sản xuất rất ít loại pin này. Ông Dietrich Flacon, chuyên gia về chính sách của Bloomberg lưu ý rằng, Thuế quan bổ sung đối với nam châm vĩnh cửu có thể là vấn đề đối với lĩnh vực năng lượng gió ngoài khơi. Khi được hỏi liệu thuế quan đặc biệt đối với các tấm pin mặt trời có cản trở việc triển khai năng lượng tái tạo ở Mỹ hay không, cựu quan chức Bộ Ngoại giao Rick Wider cho biết, nó có thể gây ra độ trễ 12 tháng trong một số lĩnh vực. Tuy nhiên, ông Squeezer nhận định các rào cản thương mại do thuế quan áp đặt cũng có thể giúp thúc đẩy đầu tư vào nhiều ngành công nghiệp trong nước. Chuỗi cung ứng cũng đang được thiết kế lại để hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng. Ông Switzer, người từng làm việc về vấn đề khoa học công nghệ tại Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh nói thêm, nhiều người tự hỏi có nên đầu tư vào ngành sản xuất của Mỹ hay không? Động thái tăng thuế này có thể là một yếu tố thúc đẩy đầu tư. Rõ ràng, nó mang lại lợi ích cho doanh nghiệp Mỹ trong việc tăng lợi thế cạnh tranh với hàng giá rẻ được trợ cấp không minh bạch từ Trung Quốc. Việc tăng thuế diễn ra khi Tổng thống Biden nỗ lực thu hút cử tri ở các bang có nhiều ngành sản xuất như Michigan hay Georgia. Bên kia, ông Trump và nhiều đảng viên Cộng hòa dường như coi nhẹ chương trình nghị sự về khí hậu của chính quyền Tổng thống Biden, xem nó có hại cho người lao động. Ông Trump nói với những người ủng hộ Ohio vào đầu năm nay rằng sẽ có một cuộc suy thoái đối với ngành công nghiệp ô tô nếu ông không đắc cử, với lý do Tổng thống Biden đẩy nhanh việc sử dụng xe điện. Một số ý kiến cho rằng không phải tất cả chính sách dưới thời tổng thống Biden đều áp dụng cách tiếp cận bảo hộ giống nhau. Nhà trắng gần đây đã nới lỏng các yêu cầu về nguồn cung cấp pin, cho phép nhiều ô tô điện hơn đủ điều kiện nhận ưu đãi thuế, ngay cả khi chúng có một số linh kiện nguồn gốc từ Trung Quốc. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã ra lệnh tăng tốc sản xuất để củng cố sức mạnh hạt nhân của đất nước. Phát biểu đưa ra cùng ngày, ông giám sát cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo chiến thuật với công nghệ dẫn đường mới. Hãng thông tấn nhà nước KCNA cho biết như vậy vào hôm 18 tháng 5. Theo KCNA, khi đến thăm một nhà máy vũ khí ngày 17 tháng 5, ông Kim đã ra lệnh sản xuất nhằm tăng cường khả năng răng đe hạt nhân. Bằng cách này, kẻ thù sẽ lo sợ trước thế trận chiến đấu hạt nhân của Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn một số tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển phía đông vào hôm 17 tháng 5. KCNA nói ông Kim bày tỏ sự hài lòng trước cuộc thử nghiệm thành công. Vụ phóng tên lửa hôm 17 tháng 5 diễn ra một ngày sau khi Mỹ và Hàn Quốc tiến hành tập trận chung với các máy bay chiến đấu tàn hình mô phỏng xung đột trên không. Thông tin cuối trong chương trình ngày hôm nay, Singapore vừa có thủ tướng mới sau 20 năm khi ông Lý Hiển Long, 72 tuổi, từ chức để nhường chỗ cho người kế nhiệm Lauren Siwon, 51 tuổi. Việc chuyển giao diễn ra trong lúc có nhiều thay đổi cả trong và ngoài Singapore. Điều này đặt cho vị tân lãnh đạo một chương trình nghị sự dày đặc và tương đối nan giải. Vậy đâu là những điều người dân Singapore muốn biết về chính trị gia trẻ tuổi này? Mời quý vị cùng theo dõi. <laughs> Ông Wong cam kết một phong cách lãnh đạo khác với người tiền nhiệm. Ông nói tại buổi lễ nhậm chức, phong cách lãnh đạo của chúng tôi sẽ khác với thế hệ trước. Chúng tôi sẽ lãnh đạo theo cách riêng của mình. Dù liều lái đất nước từ nghèo khó đến thịnh vượng trong nhiều thập kỷ, chính phủ Singapore của đảng PAP cũng bị chỉ trích là khá cứng rắn. Ông Wong trước đây nói rằng mọi lãnh đạo đều phải điều chỉnh phong cách cho phù hợp với nhu cầu xã hội, báo hiệu bản thân có thể là một lãnh đạo mềm mỏng và uyển chuyển. Ông Wong dự kiến tiếp tục đi theo con đường do những người tiên nhiệm đặt ra và giữ thành phố cởi mở nhất có thể. Là trung tâm kinh tế phụ thuộc vào thương mại quốc tế, nhà lãnh đạo mới đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự phụ thuộc lẫn nhau thông qua mạng lưới các hiệp định thương mại tự do. Ông Wei Wei Tan, nhà phân tích tại Economic Intelligence Unit cho biết, chính phủ đang tăng cường mạng lưới an toàn xã hội bằng cách xem xét biện pháp như bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, tất cả hy vọng chính phủ vẫn duy trì lập trường tổng thể ủng hộ khối doanh nghiệp. Ông Wong sẽ củng cố vai trò của PAP như thế nào? Singapore có hệ thống bầu cử theo từng khu vực độc đáo, mà một số nhà phê bình cho rằng đã giúp PAP duy trì quyền lực không gián đoạn trong nhiều thập kỷ. Theo các thiết lập này, các đảng sẽ chọn một nhóm gồm tối đa 5 ứng cử viên, ít nhất một trong số họ thuộc dân tộc thiểu số. Nhóm chiến thắng sẽ chiếm tất cả ghế trong một khu vực ông Wong và nhóm ứng cử viên PAP đã giành được 63,18% số phiếu bầu năm 2020, 68,73% vào năm 2015 và 66,57% vào năm 2011 khi ông lần đầu tranh cử. Cựu Thủ tướng Lý Hiển Long giành được 71,91% phiếu bầu với nhóm của mình năm 2020, 78,64% vào năm 2015 và 69,33% vào năm 2011. Với mục tiêu thu hút người dân Singapore, ông Wong sử dụng mạng xã hội để miêu tả mình là người dễ gần, thích chơi guitar. Ông có hơn 130.000 người theo dõi trên TikTok. Một cuộc khảo sát do YouGov thực hiện vào tháng 4 năm 2024 với khoảng 1.000 người Singapore trên 18 tuổi cho thấy, công dân Gen Z, những người sinh từ 1997 đến 2009, có xu hướng suy nghĩ tích cực hơn về ông Wong. Về tổng thể, 53% cho biết họ thấy ông Wong là người có năng lực. Ngoài ra, 40% nói ông Wong là người đáng tin cậy. 28% nói ông là nhà lãnh đạo mạnh mẽ. Ông Wong giữ người tiền nhiệm Lý Hiển Long ở lại nội các với vai trò bộ trưởng cấp cao. Các chính trị gia như ông Lý và những người trong chính phủ cũ được coi là cố vấn cho ông Wong và nhóm chính trị gia trẻ tuổi. Thay vì bổ nhiệm người trẻ làm cấp phó, ông Wong quyết định để ông Gan Kim Jong và Hee Shinskit, những đồng nghiệp ở độ tuổi ngoài 60, làm cấp phó trực tiếp. Phó Thủ tướng Gan Kim Jong, kiêm nhiệm Bộ trưởng Thương mại, đã phục vụ của ông Wong trong lực lượng đặc nhiệm phòng chống COVID-19. Ông Eugene Tan, chuyên gia từ Đại học Quản lý Singapore nói, việc không bổ nhiệm một người trẻ tuổi làm phó thủ tướng sẽ phát sinh thắc mắc liệu ông Wong có tìm được đối tác chặt chẽ hay không, liệu nhóm chính trị gia trẻ tuổi do ông lãnh đạo có thiếu gắn kết và thống nhất hay không. Ngay sau khi ông Won tuyên thệ nhậm chức vào ngày 15 tháng 5, tin nhắn chúc mừng từ các lãnh đạo toàn cầu bắt đầu đổ về, như Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm 16 tháng 5 đã nói chuyện qua điện thoại với ông Won khoảng 15 phút, chia sẻ rằng hai nước là đối tác quan trọng, cùng nhau giải quyết những thách thức mà khu vực và cộng đồng quốc tế phải đối mặt. Ông Wong cũng nói chuyện với Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim qua điện thoại. Ông chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều điều chúng tôi có thể làm với các quốc gia cùng chí hướng để đạt được kết quả đôi bên cùng có lợi, thúc đẩy sự phát triển hướng tới hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho châu Á lẫn toàn cầu. Ông Manu Baskaran, nhà kinh tế và giám đốc điều hành công ty tư vấn Centennial Asia Advisors, nói với Nikkei rằng khi ngày càng có nhiều quốc gia chuyển sang chủ nghĩa bảo hộ, lãnh đạo Singapore dự kiến sẽ hợp tác với các quốc gia cùng chí hướng, cố gắng duy trì một số động lực trong quan hệ đối tác kinh tế đa phương. Trong khi đó, các nhà đầu tư toàn cầu cho biết họ mong muốn ông Wong áp dụng chính sách giúp trung tâm tài chính châu Á phát triển hơn nữa. Ông Jim Jogger, nhà đầu tư có trụ sở tại Singapore, người đồng sáng lập quỹ Quantum, kỳ vọng ông Wong sẽ tiếp tục duy trì nền kinh tế tự do và cởi mở như người tiền nhiệm. Ông nói với Nicky Asia rằng, Singapore cần thu hút nhiều đầu tư hơn, thị trường chứng khoán và đầu tư của đất này đang có xu hướng suy yếu so với các nước trong khu vực. Tổng tuyển cử ở Singapore được tổ chức trước tháng 11 năm 2025. Ông Wong có hơn một năm để dẫn dắt PAP đến chiến thắng tiếp theo. Một kết quả lý tưởng là PAP kiếm được nhiều phiếu hơn lần bầu cử trước. PAP nắm quyền liên tục sau khi Singapore độc lập năm 1965, nhưng phe đối lập đã giành được nhiều phiếu hơn trong các cuộc bầu cử gần đây. Ông Wong thừa nhận PAP không chắc có đủ phiếu thành lập chính phủ trong tương lai, không loại trừ khả năng phải liên minh với các đảng khác. Thủ tướng mới cũng phải xây dựng lại hình ảnh của đảng sau các vụ bê bối tham nhũng thời gian qua. Ông Tan, chuyên gia từ Đại học Quản lý Singapore nói, tham nhũng rất hiếm trong lịch sử Singapore. Vụ việc liên quan đến một bộ trưởng vừa qua chắc chắn sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới PAP trong đợt bầu cử 2025. Singapore có truyền thống phòng chống tham nhũng hiệu quả trong lịch sử.